thưa quý vị, một trong có rất nhiều người đóng góp cho diễn hành Tết, cho những cái sinh hoạt từ thiện cũng như là văn hóa của chúng ta. Nhưng mà cái điều mà tôi rất quý ở Ngọc Hồ là một người phụ nữ còn trẻ và rất là thành công. Cô đã tị nạn ở Đại Hàn và sau này cô qua làm thương mại ở thành phố Garungro rất là thành công. Khi chúng tôi bắt đầu mới in xong cái tập sponsorship, tức là tập bảo trợ, còn năm hội chưa có kịp đưa ra, thì cô Ngọc Hồ đã gọi cho điện thoại tôi, nói anh Phát, nghe nói cộng đồng năm nay sẽ tổ chức diễn hành Tết và nghe nói là năm nay tài chính sẽ còn khó hơn những năm trước vì vấn đề Covid, vì vấn đề thời gian chỉ có 2 tháng rưỡi để tổ chức. Ngọc Hồ muốn giúp mấy anh thực hiện được cái điều tốt đẹp đó cho cộng đồng của mình. Ngọc Hồ có thể làm gì được? Tôi nói với cô là việc quan trọng nhất là có tiền thì mới có đủ khả năng để làm. Thì cô mời tôi đến văn phòng của cô ngày hôm sau. Nhân viên của cô cứ, cái người phụ tá và giám đốc của cô thì cứ nặng nặng nói là 3.000 là đủ rồi. Cô suy nghĩ đáng đo, cô nghĩ thôi, anh em họ làm việc rất cực nhọc và họ cần tiền. Cô muốn tặng cho chúng ta 5.000 đô. Và cô nói rằng cô là cái người ăn nói rất là duyên dáng, rất là may mắn. Thành ra hy vọng là cái sự mong mắn của cô và nhiệt tình của cô thì sẽ giúp cho cộng đồng của chúng ta gặp nhiều mong mắn để mà xin được nhiều bảo trợ của các mạnh thường quân khác. Và ngày hôm nay chúng ta thấy liên tục không biết bao nhiêu người bảo trợ cho diễn hành Tết. Bây giờ anh muốn hỏi Ngọc Hồ câu này: cái điều gì ôm ấp trong lòng của em mà khiến em đã đến gặp tất cả mọi người mặc dù là không có thân thương với nhau từ trước mà em lại có cái lòng nhiệt tâm như vậy? Xin cho chúng tôi và tất cả mọi người được biết. Trước tiên em cảm ơn anh Phát Buồn hỏi câu hỏi rất là hay. Anh nói không thân thương là không được, tại vì mình là người Việt Nam, tất cả là người Việt Nam đang sống ở hải ngoại đều là tất cả là ban da vàng và máu đỏ của Việt Nam, cho nên tất cả đều là thân thiện. Đó là câu trả lời thứ nhất. Xin anh hỏi tiếp. Việc thứ hai là tại sao em lại chọn diễn hành Tết để bảo trợ trong cái đầu năm 2020, cuối năm 2021 và đầu năm 2022 năm nay? Em thích câu hỏi này, xin kính thưa và trả lời cùng các quý vị cùng nghe. Đó là sao? Tại vì cộng đồng Đại Hàn và cộng đồng Việt Nam ở đây, nhất là cộng đồng Đại Hàn rất biết về Ngọc Hồ, vì Ngọc Hồ chính là con dâu của người Đại Hàn, mà Ngọc Hồ cũng là cái người thông dịch cho vị thiền trưởng đã cứu các thiền nhân của mình vào chiến tiền đoàn trưởng 81, năm 81, và đó là chuyến tàu cuối cùng nhất, và hôm nay tất cả những người vượt biển đã được tới đây và ngồi tại nơi đây, tất cả là rời xa quê hương đều thương nhớ Việt Nam, và nếu nhớ đến người Việt Nam thì phải nhớ đến ngày dân tộc, đó là ngày chiếc áo mới mà cha mẹ mua cho mình vào những ngày Tết, đó là nét văn hóa cổ điển dân tộc nhất của người Việt Nam, cho nên Ngọc Hồ không quên. Và Ngọc Hồ cũng muốn nói với người Đại Hàn, tôi là người Việt Nam sống trong cộng đồng của Đại Hàn và kinh doanh chiếc áo Đại Hàn tôi đang mừng, đó là chiếc quốc phục của nước của bạn, và tôi rất hãnh diện đó là sao chiếc áo này đứng hàng đầu trong văn hóa của thế giới, trong văn hóa đứng đầu văn hóa của người Đại Hàn, đó là chiếc quốc phục của họ, và đồng thời một món hàng sản phẩm mà đến từ cha trời mẹ đất, cũng như là một cái sản phẩm mà người Đại Hàn rất là ấp ủ và hãnh diện, đó là nhân sâm, và dòng nhân sâm của Ngọc Hồ bán là dòng nhân sâm hoang dã. Đó, câu hỏi này ngắn mà em trả lời hơi dài. Dạ, anh có hỏi nữa không? Cho em muốn kết thúc lại là người Việt Nam mình với cộng đồng phải biết là người Việt Nam thành công, đó là một cái thành tích chung cho ngày Tết cho người Đại Hàn. Và Ngọc Hồ cũng xin có một cái câu nói với quý vị rất là đặc biệt, đó là hôm nay Ngọc Hồ có một món quà tặng cho anh Phát Bùi. Đây là cuốn sách Tấm lòng biển mà công ty S365 đã được tái bản lần thứ nhì do nhà văn Nguyễn Hồng Cường, đó là một cái nhân vật chính trong cái câu chuyện vượt biển, và Ngọc Hồ cũng đã in được 3.000 cuốn và bán được hết rồi, còn 100 cuốn cuối cùng. Ngọc Hồ cũng xin tặng 100 cuốn cuối cùng này vào cho cái tài trợ cho buổi hôm nay, mỗi cuốn là trị giá 25 đồng.
tủ sách, mà tủ sách gì tiếng Việt Nam. Và Ngọc Hồ cũng muốn nói bán được có 2.900 cuốn, và cái tiền đó trả tiền mượn bút cho nhà văn Nguyễn Hùng Cường, và đồng thời gửi về cho học sinh nghèo của Đại Hàn, vì vị thuyền trưởng đã ra đi năm 2019. Và để kết thúc chương trình cái vị đã cứu thiện nhân của mình, thì Ngọc Hồ cũng muốn làm cho người Đại Hàn thấy người Đại Hàn cũng đã giúp cho những thiện nhân của mình, cho nên Ngọc Hồ muốn định để làm cái việc này. Và mong quý vị hôm nay ủng hộ cho anh Pháp Bùi mua hết 100 cuốn này được 2.500, và 2.500 này Ngọc Hồ cũng xin gửi vào cho quý vị. Tất cả những cuốn sách như thế này quý vị hãy ủng hộ cho chương trình cũng như là cái văn hóa của Tết của mình được hoàn thành. Dạ vâng, cảm ơn Ngọc Hồ rất là nhiều. Và những cuốn sách, 100 cuốn sách này sẽ để bên ngoài để mà quý khách trong buổi tối ngày hôm nay trên đường ra về quý vị có thể tìm mua. Một lần nữa cảm ơn cho sự yểm trợ của Ngọc Hồ. Dạ. Xin nhận ở đây một lần tri ân với một bó hoa thật đẹp bên cạnh người đẹp Ngọc Hồ, vận chuyển với một cái trang phục truyền thống của người Hàn Quốc. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng biết được rằng buổi tiệc ngày hôm nay quý vị ăn ngon không? Món thứ mấy rồi? 7 món tất cả luôn đấy. 7 món rồi hả? Và chúng tôi cũng chưa tới 7 món, mình có 7 món tất cả. Và bây giờ là món thứ nhất rồi phải không? Bây giờ là qua món 2 là món súp. It's such an honor for us to have us here today, the mayor of City of Huntington Beach, Kim Carr. Thank you for being here. And I just realized you and I, we're matching on the, you know, on the dress. Thank you, Tim. I hope to see you on February the 5th at the Ted Parade that you can walk on Bosa Boulevard. Thank you so much for being here with us. Thank you. Vâng, thưa quý vị, nói đến tài chính thì chắc chắn là diễn hành Tết rất cần sự đóng góp của quý vị. Không phải là mấy chục ngàn, không phải là 5.000, 10.000, nhưng mà có thể là 1 đồng cũng là những cái món tinh thần của quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh để mà loan báo cho quý vị người và công ty Tidal sponsor cho chương trình này. Thưa quý vị, với giá tiền là $20,000, bác sĩ Michael Dow. Yes, Dr. Dow is not just the first time but several times who has been sponsoring for our Tet Parade events. And again, he sponsored for us $20,000 as the title sponsor. Give him a big round of applause. Thank you so much for being with us. Bác sĩ Michael Đào có ngày hôm nay đây không? Ngày hôm nay thì bác có bạn Michael Đào phải đi tiệc cưới trong gia đình. Có đại diện không? Dạ. Có đại diện của bác sĩ? Dạ không. Anh Pháp Bùi lắc đầu. Vâng, thưa quý vị, kế tiếp là công ty Max Life của bác sĩ Trần Hồng Phong và Huyền Trang gửi tặng cho ban tổ chức $10,000. Xin mời. Vâng, đây là công ty Max Life yểm trợ $10,000, một cái vinh dự. Một lần nữa xin chào Huyền Trang. Dạ vâng, cảm ơn anh Hồ Tần Khoa và anh Quốc Thái. Huyền Trang cũng mến lời gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú, quý anh chị và các bạn đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và Huyền Trang cảm thấy rất là vinh dự khi mà được góp một phần nhỏ cho cộng đồng của người Việt chúng ta tại Việt Nam, California. Trong cái chương trình mà Tết Paris á, thì có thể nói rằng là Huyền Trang cảm thấy đây là một cái chương trình mà mình cần phải được làm mỗi năm khi mà dịp Tết đến. Tại vì chúng ta đều là những người con xa quê, nhưng mà cho dù ở bất cứ nơi nào, bất cứ đất nước nào trên thế giới, chúng ta vẫn là người con Việt Nam. Và Tết truyền thống của chúng ta với bánh chưng, bánh tét, chúng ta vẫn nên duy trì để cho nhiều đời con và cháu của chúng ta sau này biết đến Tết cổ truyền của Việt Nam của chúng ta. Và khi mà sau 2 năm vừa qua mà chúng ta không có được một cái chương trình Tết Parade thì anh Pháp Bùi cũng như là anh Quốc Thái ngày hôm đó ngồi họp lại đó là có nên làm hay không, nên làm hay không. Thì lúc đó Huyền Trang cũng như là bác sĩ Trần Hùng Phong nói rằng là thôi làm đi, mình phải làm lại để cho cộng đồng biết rằng là chúng ta đã vượt qua đại dịch Covid một cách rất là thành công. Đến giờ phút này chứng tỏ cho thế giới biết được
biệt rằng là người dân Việt Nam của chúng ta cho dù ở đâu đi nữa thì cũng rất là mạnh, và cái tình yêu thương hỗ trợ của chúng ta luôn luôn có, để mà thấy được rằng là cái Tết Parade này ngày hôm nay và trong cái chương trình mà diễn hành Tết ngày 5 tây tháng 2 sẽ thành công và tốt đẹp hơn. Thì quý vị cũng biết rằng là công ty Maxlife đã có mặt trong thị trường rất là lâu năm rồi, đem đến những cái sản phẩm dự thảo rất là tốt cho quý vị khán thính giả, đó là công ty Maxlife Supplement. Và trong tương lai tới đây đó thì Huyền Trang cũng sẽ cảm ơn chị. Và Huyền Trang xin giới thiệu đến với quý vị một cái sản phẩm mới mà công ty Maxlife sẽ đưa ra, đó là sản phẩm Maxlife Water Ionizer, có được cái sự hỗ trợ của bác sĩ y khoa Trần Hùng Phong để mà giới thiệu đến cho chúng ta. Huyền Trang xin mời bác sĩ Trần Hùng Phong lên đây chút xíu ạ. Và quý vị biết không, bác sĩ Trần Hùng Phong đó thì trước khi mà đi học Medical School, bác sĩ là cử nhân của toán học, cử nhân hóa học, cử nhân vật lý. Rồi sau khi học Medical School xong rồi thì bác sĩ lại là đi học MBA ở trường Đại học UCI. Cũng như là mới tháng 5 vừa rồi, chúng ta được chào đón bác sĩ với một cái danh hiệu mới nữa, đó là luật sư đó thưa quý vị. Bác sĩ đã tốt nghiệp trường luật khoa, và tất cả trong quá trình học của bác sĩ đều là valedictorian, tức là thủ khoa của những cái chuyên ngành mà bác sĩ học. Ngày hôm nay thì Huyền Trang xin mời bác sĩ cũng đại diện cho công ty Maxlife gửi những cái lời mến chúc đến quý khán thính giả của chúng ta trong ngày hôm nay. Dạ vâng, chúng tôi bác sĩ khoa Trần Hồng Phong xin kính chào tất cả các chú, cô, anh chị em có mặt trong ngày hôm nay. Thì để đóng góp cho sức khỏe và gia tăng cái khả năng để chúng ta đối diện với cái đại dịch Covid-19 này đó, thì chúng tôi chỉ xin nhắc nhở một điều thôi là sau cái buổi tiệc ngày hôm nay, kính thưa quý vị, nếu tất cả quý vị trong cộng đồng có nhu cầu để đi thử test Covid bằng phương pháp PCR là antigen, thì xin liên lạc với chúng tôi có hai cái poster ở phía bên này và phía bên này, thì quý vị liên lạc cái số điện thoại đó, chúng tôi sẽ sẵn sàng provide những service này là free, không tốn tiền cho tất cả quý vị trong cộng đồng của chúng ta, những bậc trưởng lão, những tổ chức, những cộng đoàn có cần sự nhu cầu, chúng tôi sẽ sẵn sàng để mà cung cấp dịch vụ đó. Một lần nữa cảm ơn quý vị và kính chúc tất cả quý vị một mùa năm của năm 2022 thật là an khang thịnh vượng và đầy đủ sức khỏe để vượt qua cái đại dịch Covid-19 này. Xin cảm ơn tất cả. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Hùng Phong rất là nhiều. Không biết là chắc có phải là uống cái sản phẩm mới Ionized Water của Maxlife mà da bác sĩ cũng rất là đẹp như thế nào? Không có chút xíu nào mà gọi là cằn cỗi nhăn hết thưa bác sĩ. Free testing tại QT Golden Marketplace nằm ngay trên đường Garden Road quý vị nhé, của Maxlife. Cảm ơn Hòa Thượng Thích Trân Thành đã gửi đến cho ban tổ chức $2,000. Cảm ơn Úc và Lẩu nhà hàng đã tặng cho ban tổ chức $3,000. Và đặc biệt Republic Services là những người mà đã dự dọn là rác cho quý vị ở thành phố Garden Road, gửi tặng cho ban tổ chức $3,000. Anh Tim Đỗ từ Dental Center đã vén tay áo lên đứng ở trong ban tổ chức và tặng cho ban tổ chức $9,200. Vừa tiền mặt vừa tặng phẩm luôn. Thank you Tim Đỗ. Ở đây có mấy người họ Đỗ thì chắc là con bắt quàng làm họ hết nha. From Tim International Đỗ. Sangha Bishu Buddhist Nun Congregation DBA là Thiền viện Ngọc Phu gửi tặng một cái check $5,000 ngày hôm nay. Kim Trang từ cộng đồng của người Việt ở San Diego gửi tặng $100. Nghị viên tài đủ của thành phố Westminster yểm trợ $300. Chị Trần Thị Huy Lễ ủng hộ diễn hành Tết Nhâm Dần $100. Gary Philton $200. Cảm ơn Gary rất là nhiều. Casey Trần và anh Sơn Nguyễn gửi tặng $100. Và Đỗ Tân Khoa nghe nói rằng là thưa quý vị, ở đây có rất nhiều, nhưng mà hồi nãy thì Đỗ Tân Khoa thấy thoáng qua bác sĩ Trương Văn Như cũng có mặt ở đây. Con xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ hiện diện ở đây một lần nữa, luôn yêu thương cho ban tổ chức vì diễn hành Tết. Bác sĩ đã đưa một cái check $5,000. Vâng. Thưa quý vị, tấm check ngày hôm nay trên tay của ông Thái có vẻ đặc biệt hơn một tí xíu, thành ra cũng thấy giữ lại cho đến khúc cuối trước khi mà đưa đến cho quý vị một bản nhạc. Nhân vật mà có lẽ rằng là được nhiều người để nhiều nhất
trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong những ngày vừa qua ở thành phố Westminster, đó là bác sĩ Dr. Kimberly, nghị viên của thành phố Westminster, đã ủng hộ cho ban tổ chức $5,000. Vâng, thưa quý vị, chưa hết, đó là $5,000 đã gửi cho anh Pháp Bùi cũng như là ban tổ chức rồi. Nhưng ngày hôm nay đến đây để tham dự cùng với tất cả quý vị cũng ngồi ở phía dưới kia, không lên sân khấu, thưa quý vị. Và cô đã đưa đến cho Phúc Thái một tấm trách nữa của bà Hồ Sĩ Khải, tức là thân mẫu của Kimberly. Thưa với quý vị, đề ngày 15 tây tháng 1 của năm 2022, Little Sài Gòn Tết Parade được upgrade lên đến Diamond và gửi tặng thêm $5,000 nữa, tổng cộng là $10,000 từ gia đình của bác sĩ Dr. Kimberly. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và dĩ nhiên bên cạnh của Đỗ Tân Khoa vẫn là cái tấm check của công ty Max Life. Huyền Trang hồi nãy bước lên sân khấu giới thiệu được quý vị một lần nữa yểm trợ $10,000 cho ban tổ chức. Thank you very much. Và thưa quý vị, chúng tôi còn tiếp tục cập nhật những cái tên tuổi và những người ủng hộ cho chương trình hôm nay. Khi quý vị ủng hộ, xin hãy đưa đến cho ban tổ chức. Và trước khi mà mình giới thiệu một tiếng hát nữa đó, thì phải giới thiệu về phần xổ số. Real quick và thưa quý vị, bây giờ năm nay chúng ta giới hạn chỉ có 4,000 tờ vé số, mà giải nhất của tờ vé số sẽ là 5,000 Mỹ Kim. We release the 4,000 tickets. The person is gonna have, the raffle is gonna have the grand prize $5,000 sponsored by Fantasy Spring Casino. Thank you so much. Thank you. Và giải nhì là $3,000 của một quen khuôn mặt rất là quen thuộc của anh chúng ta, là của anh Tim Đỗ Dental Center. Dạ vâng. $3,000 và hai giải nữa là giải ba, mỗi giải là $1,000. Không biết chị Manly nói Đỗ Tân Khoa nhớ không lầm hai giải nữa thì chút nữa. Mỗi giải $1,000, mỗi giải $1,000. Thưa quý vị, cái quan trọng hơn hết đó là quý vị nên ủng hộ cho cái vé này, chỉ có $10 cho một vé. Và tất cả các anh chị em trong ban tổ chức sẽ đi tới từng bàn quý vị và quý vị ủng hộ nhé. Một vé cũng được, hai vé cũng được, 100 vé cũng được. Bây giờ như vậy, mỗi một bàn chúng ta có 10 người và ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn một bàn là 10 vé. Hy vọng buổi tối ngày hôm nay quý vị giúp dừng cho Đỗ Tân Khoa mỗi một bàn 10 vé để chúng ta bán được 600 vé trong buổi tối ngày hôm nay. Hơn 600 người ở đây rồi đại ca. Nếu mà quý vị thương Đỗ Tân Khoa và Quốc Thái nãy giờ nói khô cả miệng, chưa có vô cái ly nào hết, thì ủng hộ thêm nữa. Đúng rồi. Nhưng mà ít nhất là chúng ta sẽ bán được là 65 bàn, tức là 65 cọc vé. Đúng rồi, 650 vé. Dạ vâng. Và thưa quý vị, nói thật nha, $5,000 tiền mặt giờ này khó kiếm lắm ạ. Dĩ nhiên bây giờ anh ghét và em mà anh lấy 5,000 em trội vô mặt em đi. Mà có một điều nữa là có 4,000 vé để bỏ in ra thôi. Thì ra cái cơ hội để chúng dễ lắm. Thì thưa quý vị nào mà có những công ty mà có nhân viên ở nhà đó, 10 người, 20 người đó, mua vài chục vé để tặng cho nhân viên, cái đó cũng là độc đáo cho cái mùa xuân, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Và như vậy thì đúng cá nhân rồi. Bây giờ thì một lần nữa các anh chị em trong ban tổ chức sẽ mang đến tầng bàn quý vị ủng hộ dùm cho mỗi một bàn 10 vé. Muốn thêm thì nói với Đỗ Tân Khoa sẽ mang thêm cho quý vị. Tự có tới 4,000 vé lần, tối nay muốn nhiêu cũng có hết trơn á. Chuyện gì em không chịu, những cái chuyện vé số là em sẵn sàng đúng quý vị. Và bây giờ thưa quý vị, để khỏi mất thời giờ quý vị, ca sĩ thì ngồi ở dưới quá nhiều. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của nữ danh ca Hương Lan. Dạ vâng. Xin mời chị Hương Lan.